Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng mới bằng Ruby on Rails. Thì đầu tiên chúng ta kiểm tra lại phiên bản Ruby cài trên máy. Thì phiên bản mặc định của máy là 2.0 đúng không? Thì như hôm trước mình hướng dẫn các bạn cài bằng RVM, thì bây giờ mình sẽ sử dụng RVM để quản lý phiên bản của Ruby. Thì các bạn sẽ định suộc, sau đấy đến tên thư mục user, tên user của mình, thư mục .rvm, script rvm. Tiếp theo bạn chạy lệnh rvm use. Đấy, thì phiên bản cái 2.2.1 này sẽ mới hơn phiên bản mặc định của máy 2.0. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra xem MySQL trên máy mình có ổn không. Thì các bạn chạy lệnh MySQL-U-P để mình xem database của mình đã có những database gì trong MySQL, như vậy là cũng khá ổn rồi. Mình sẽ mở một cái tab mới. Thì mình sẽ đi đến thư mục desktop. Mục đích của mình là tạo một cái thư mục mới ở trên desktop này để quản lý cái dự án mình dự định tạo ra. Mở KDE là lệnh tạo một cái thư mục mới. Như vậy là mình đã tạo một thư mục Ruby on Rails ở trên desktop xong rồi. Tiếp theo các bạn có lệnh Rails cache new cache đến tên của dự án. Ví dụ mình có demo ROR chẳng hạn. Đây nó báo là cái Rails của mình có thể là hơi cũ, thì mình sẽ chạy cái lệnh để update cái game Rails này. Các bạn đợi một chút. Bước này là mình đang tua nhanh lên. Bước này có vẻ hơi lâu. Vậy xong rồi, nó báo là có 32 game đã được cài đặt kia. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến thư mục mà chúng ta vừa tạo, CD đến thư mục Ruby on Rails cả. Sau đấy tạo lại cái dự án Rail cách new tên dự án, ví dụ demo ROR. Bạn enter. Vậy quá trình cài tạo dự án mới đang bắt đầu. Đây nó hỏi path của máy, các bạn nhập path của máy vào. Như vậy mình đã tạo xong một cái dự án bằng Rails. Thì các bạn xem thư mục, cứ thấy có một thư mục Ruby on Rails ở đây, là demo ROR ở đây. Đây là thư mục của dự án. Thì cấu trúc các thư mục của dự án như thế nào thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Đây mình list ra các thư mục, các cái thư mục của các file của dự án này. Chúng ta sẽ xem thử là cái file cấu hình database. Thì mình sẽ vim cái config này, sược database ra. Thì mặc định là nó sẽ chạy bằng SQLite. Nhưng mà mình thường dùng MySQL hơn, cho nên là giờ mình sẽ tạo lại cái dự án mới này và database sẽ chạy bằng MySQL. Bây giờ mình sẽ tạo cái thư mục. Đoạn này mình làm hơi nhanh, các bạn có thể để ý thay cái lệnh là Rails cách new đến tên dự án và trừ d cách MySQL ở cuối.
Như vậy mình đã tạo xong một dự án demo Vim Config Database. Thì các bạn thấy là lúc này MySQL sẽ được khai báo thay vì là SQLite mặc định. Giờ mình sẽ chạy thử cái lệnh Rails là cái lệnh để start cái web service của Rails lên. Giờ mình sẽ mở trình duyệt lên, chạy thử xem nào. Thì mặc định là cái web service của Rails này sẽ chạy ở cái cổng là 3000, nên các bạn gõ địa chỉ là localhost 2.3000. Như vậy là được rồi, nhưng mà hiện tại đang báo là thiếu database vì mình chưa tạo cái lệnh, chạy cái lệnh tạo database. Bây giờ các bạn chạy lại. Cái lệnh tạo database là rect db 2.create. Như vậy là tạo được rồi. Bây giờ mình sẽ reload lại trang xem nào. Như vậy là đã được. Mình xem lại xem database đã tạo được chưa. Show database ra. Như các bạn thấy sẽ có database là demo ship gạch development và demo ship gạch test. Bước tiếp theo thì mình sẽ thử tạo một cái controller. Đây mình sẽ tạo ra một cái controller là home index, là cái function mặc định trong controller home này. Thì những cái lệnh tạo controller hoặc là model hay view thì các bạn cũng có thể lên trang chủ để tìm hiểu thêm. Trên trang chủ của Ruby on Rails hướng dẫn những cái lệnh này rất chi tiết rồi. Chạy lại như lệnh Rails server xem. Ở đây nó vẫn chưa thay đổi gì bởi vì là cái controller mình tạo ra nhưng mà cũng chưa được khai báo và cũng chưa có chỗ nào sử dụng cả. Bây giờ mình sẽ sửa lại ở trong cái router. Đây mình sẽ set mặc định cái controller mặc định bây giờ sẽ là cái controller home mình vừa tạo đấy. Cái function mặc định là index. Đấy, mặc định các bạn đã thấy là nó sẽ ra home index. Mình đã mở dự án này bằng cái sublim để các bạn dễ theo dõi cấu trúc thêm một hơn. Đấy, thêm một app này. Controller, home controller. View, home index. Thì khi mà các bạn tạo controller thì mặc định là cái view nó cũng tạo theo luôn. Mình sửa nội dung đi xem thế nào. Đấy, như các bạn thấy là cũng đã thay đổi rồi. Đại khái là cũng tương đối. Còn các thư mục khác thì database, config database. Các bạn có thể xem thêm. Thì tạm thời những cái bước đầu tiên này các bạn chỉ cần quan tâm đến một vài thư mục cơ bản như này thôi. Còn những thư mục như asset, style sheet là những thư mục chứa file CSS, rồi JavaScript là những thư mục chứa những cái file JS của mình sau này, thư mục image là thư mục chứa những cái ảnh gì suộc phục vụ cho mình tạo giao diện. Đến đây là cũng xong rồi.